Ông cháu này cắt tóc cái gì nhỉ? À, giới thiệu ông chú đây là A Phủ chú ạ. Thằng này A Phủ à, từ đâu đến ông cháu? Miền núi Tây Bắc đến chú ơi. À, miền núi Tây Bắc à? Hôm nay nó định cắt tóc của gì? Thì là ở trên đấy là có nhà thống lý chú. Ờ. Nó bắt con Mị về để gả cho con trai nhà nó. À. Đây là hôm nay là chú cắt cho A Phủ của nó đẹp trai chiến chiến tí để đưa Mị đi trốn chú ạ. Ok luôn, làm cho ngày của đầu chiến luôn nhá. Chuyện nhà thông tránh phá cha mà nhìn thấy ông cháu này là phải sợ luôn, về kiếu quân Mị đi đi du lịch khắp đất nước Việt Nam luôn ông cháu nhá. Vào việc luôn. Sao? Dậy đây A Phủ ơi. Sao rồi đấy? Ưng không? Ưng à? Ở đây A Phủ người dân tộc cũng không hiểu chú nói gì đâu, cứ gật gật thế thôi. Ở đây đâu cháu thấy ok rồi đấy chú ơi. Chiến chưa? Quay xung quanh này. Cháy đẹp đấy chú ơi. Lát rồi gì? Internet luôn. Thôi ông chú tính tiền đi để cho A Phủ về cứu Mị đang bị trói ở cột nhà thống lý. Về cứu con Mị nhá, nó đang trói ở cột nhà thống lý nhá. Về cứu cẩn thận, nó lại bắt lại lại làm trâu làm ngựa nhà thằng thống lý nhá. Có hàng nóng hàng lạnh gì không đấy? Có rồi gì? Ok thôi đi về đi, cho nó về đi, giả lốm lốp ông cháu giả cho nó gì? Vâng tí thôi, cháu đưa bảo đi cẩn thận vào đi. Phủ về đã, tí cho cháu quay lại. Chú thấy con ngựa chú thấy con ngựa của nó như đi ngựa trắng ở bên ngoài đúng không? Chuẩn rồi. Ok ông cháu ơi. Chú làm tiếp nhá. Ok.